Hôm nay đi khảo sát nhà yến mọi người ạ. Nhà này ở Đồng Tháp, Hồng Ngự Đồng Tháp. Ba sàn, bề ngang 5, dài 25. Trong đây là có hai sàn lâm bê tông và một sàn gỗ. Nghe chủ nhà nói thành gỗ thì có chim, mà hai sàn lâm bê tông thì không có chim. Rồi ok, chút nữa để em vô trong em coi cho mọi người coi ở trong ha. Rồi mọi người coi kênh của em thì đăng ký kênh rồi bấm nút like giùm em ha. Cũng thất bại đây, vùng Đồng Tháp này chim đang tốt lắm mà thất bại. Khung cảnh xung quanh thì tuyệt vời luôn. Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mấy anh em lại đi sửa công trình nhà yến ở Hồng Ngự Đồng Tháp. Nhà yến này là bề ngang 5m, bề dài 25m. Đó, thì có chiếc xe tải ấy là sửa từ hôm qua đến giờ. Đây nè, qua đi là một chiếc 7 chỗ nằm ngoài đó đó. Đó, ngay đầu ngón tay em ấy ha, chiếc 7 chỗ. Với lại là chiếc này. Còn em ở mới bên bên Châu Đốc qua, em đi chiếc này. Đó, mới Châu Đốc qua để kiểm tra coi anh em làm sao. Thì nhà này thì hoạt động được hơn 2 năm, gần 3 năm. Nhà xài lam bê tông kết hợp với làm gỗ. Nhưng mà bây giờ là em tháo bỏ hết gỗ xuống. Tại gỗ đóng xéo theo cái lam bê tông á, hình lam bê tông hình chữ V á. Là giờ tháo bỏ hết xuống để sửa mới, sửa lại hết. Nhiều gỗ không anh? Nhiều gỗ không? Không có làm phòng máy chưa? Đây là phòng máy. Đó. Ly thì sử dụng hai cái của SHL vùng đất yến, một cái của Trí Sơn. Này là em sẽ tăng cường thêm, tức là tận dụng ba cái này nhưng mà có thể tăng cường thêm cái hai cái nữa. Hệ thống phòng điều khiển thì giờ là có ba cái thêm bơ rồi, em mới tăng cường thêm bốn cái thì em tăng cường thêm bốn cái nữa. Đó, tăng cường thêm hai bộ cảm biến ẩm. Sửa được tầng nào vậy? Tầng tầng trệt trước rồi chứ không Quân? Đây, cái lớp đài bê tông á, lớp đài bê tông á ha, là được em lấy cái cao su che lại hết rồi. Loa cái đài bê tông đó là che hết lại rồi, giờ là đóng gỗ lên thôi. Gỗ này là tận dụng lại gỗ cũ của chủ nhà trước nha mọi người, tận dụng lại. Cái cửa phòng này là có khả năng là em sẽ sửa lại luôn, em cho sửa lại lỗ miệng hang luôn rồi nha. Đây anh em đang mắc hình giáo này làm được cái miệng hang. Rồi em lên tầng trên cho mọi người coi. Tức là nhà này là hai cái sàn này là xài lam bê tông. Hay là này, em vô phòng máy em cho mọi người coi cái lam bê tông trong phòng máy này.
tức là cái phòng máy này xây sâu, làm bê tông đổ là đổ một lượt luôn, đổ một lượt là chung với lại nhà Yến luôn, đổ một lượt chung với nhà Yến. Cái sau bắt đầu là không thở, không xây cái phòng máy ở ngoài đây. Đây đó, cái làm bê tông bỏ hổm giống vậy đó, xong sau người ta mới mới xây tường, xây tường cái là ngăn để làm phòng máy. Cái gì sao? Xa rồi, xa lắm, xa lắm, bữa xa lắm, bữa đi lên rồi, xa lắm. Còn cái này là cái nhà này hai sàn bê tông ha, một sàn gỗ này, sàn gỗ thì được mười mấy tổ, còn hai sàn bê tông là không có gì luôn. Đây mọi người coi, đó nó khác nhau không? Cái lồng gỗ á được một đống này, mấy cái này là nó bỏ rồi nghe, phân này phân bỏ này, đó bỏ rồi, đây này, thấy không? Bỏ này, không thấy gì hết, bỏ rồi. Đây có một tổ nè, đó rồi chỗ này nữa, này có một tổ nè, đây một tổ nè, là ba tổ rồi thấy không? Còn nó gỗ và còn bê tông thì không có. Đây là 4 tổ, 5 tổ nè. Tổ này là bỏ này nha. Đó. Tổ này sao đây? Này nó đang bỏ quá, nhìn thấy nó cũ quá, cũ rồi, nó không còn trắng nữa. Nói chung là cái lâm bê tông nó khác với lâm gỗ. Cái lâm gỗ là nó ok hơn đó. Thì giờ nè, đó thấy không? Có tổ này, còn lâm bê tông không có miếng nào hết, nó độc vậy đó, ngộ lắm. Còn cái vách này là vách làm bằng cao su, thì cái này là em uyển chuyển đổ lại được. Cái phòng cái chuồng đảo thì ok, rất ok nha, rộng thoải mái luôn, 5x5 mà 25 mét vuông. Thông gió ống 114 thì ok rồi. Xài hết gỗ của người ta chưa? Dạ, ông lấy lại rồi. Ông lấy thằng cây đó. Đây. Đây là chưa đóng nha mọi người. Đó là bây giờ là chỉ đóng gỗ đi lo lại thôi. Là nó giống cái tầng trệt thôi. Đây là bê tông. Rồi. Đây đây. Cái chỗ này là ngay cái làm này, thấy không? Đó, ngay làm luôn á. Che hết lại. Chứ bây giờ mình đập đi thì nó tốn công sức lắm. Thứ hai nữa là nó tăng cái chi phí. Còn mình làm cái này ha, ví dụ như sau 5, 10, 7 năm đi, nó ở đầy chim, thì mình lấy dao á, mình rọc miếng này qua bên đây. Đây, qua bên đây. Đó là cái khoảng này này, lại có miếng dán á, gần miếng dán. Là mình rọc dài quá luôn. Thì ví dụ như lên trên cái lam được bao nhiêu đó, thì mình đỡ bấy nhiêu, đúng không? Lúc đó là bề đàn nó nhiều thì có thể tận dụng được cái lam bê tông đó, là nó sẽ tăng thêm đường ít. Và chắc em nghĩ rằng cái khoảng 5, 7 năm, 10 năm gì đó thì cái cao su nó cũng từ từ nó cũng sẽ hư. Và lúc đó là mình tận dụng thêm được cái thanh làm tổ bằng lam bê tông. Ở cái tầng giữa đó là cái phòng đầu tiên từ vườn cu vô á, là mới đóng góc được có mấy cái là mấy điểm à. Còn đóng hết góc lại luôn đó chứ. Đóng hết lại cho người ta luôn.
Ừ. Dài 25 mét nha mọi người. Hồ nước này là không biết đã xài chưa đây. Chưa có nước. Đó. Tức là để chờ thôi. Chờ. Nhà này chưa có xài phun sương nha mọi người. Khung cảnh thì tuyệt vời luôn. Đó. Nguyên cái khu này luôn. Rất chỉ là ok. Có nha. Quá đã luôn. Xài hai lo phóng, một lo lục giác, một mặt cái phun bét ngoài trời. Cái đó này chắc coi như hai cái lo phóng thì cũng gỡ bỏ rồi đó. Xài lại cho lục giác. Rồi, em chỉ quay cho mọi người tham khảo chơi rồi ha. Giờ em xin kết thúc video tại đây. Mọi người coi kênh thì ủng hộ em với nha, bấm like, bấm đăng ký rồi chia sẻ giùm em cái. Rồi em cảm ơn mọi người nhiều nha.